Xin chào các anh chị và các bạn, chào mừng mọi người đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với phần 7/20 của chương trình 2000 câu khẩu ngữ Hoa Việt thông dụng. Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi. Câu 601. 你家离这里远吗? 你家离这里远吗? Nhà bạn cách đây có xa không? Thì mình có thể dịch là nhà bạn có xa đây không? Cái cách dùng của từ lý này tức là luôn luôn phải A lý B. Wo jia lý zhe hen yuan, nhà tôi cách đây rất xa, tức là nhà tôi xa đây. Rồi với câu này, nhà bạn có xa đây không? Câu 602, bu tai yuan, không xa lắm. Qi mo tuo che yao 15 phút zhong. Qi mo tuo che là cưỡi xe gắn máy hoặc là đi xe gắn máy. Yao 15 phút zhong, mất 15 phút. Mất bao nhiêu phút, chúng ta dùng từ giao này. Mất một tiếng là giao dĩ cơ xèo sữa. Mất 10 phút là giao sữa phân trốn. Mất nửa tiếng đồng hồ là giao ban cơ xèo sữa. Câu 603. Xéo lì zầm mơ tao xiên zài hãy mê lại nè. Xéo lì zầm mơ tao xiên zài hãy mê lại nè. Xéo lì là bạn lý. Tại sao đến bây giờ vẫn chưa đến vậy, hãy mê lại nè. Câu 604, tha khờ nỡn, mỹ lu là lạc đường. Anh ấy có thể bị lạc đường rồi. Tha khờ nỡn, mỹ lu là. Đối với câu này mình có thể đem cái từ khờ nỡn lên phía trước. Khờ nỡn tha, mỹ lu là cũng được. Câu 605, Zuo tian bu shi wo men shuo hao le, ba dian qu ma? Zuo tian bu shi wo men shuo hao le, ba dian qu ma? Hôm qua không phải chúng ta đã nói 8 giờ thì sẽ đi sao? Câu 606, tôi不起 là xin lỗi. Yin wei wo yao pei ye ye qu yi yuan khan bing. Tôi不起 là xin lỗi, yin wei wo yao pei ye ye, bởi vì tôi phải đưa ông nội qu yi yuan khan bing, đi bệnh viện để khám bệnh. Tôi不起 yin wei wo yao pei ye ye qu yi yuan khan biên. Câu 607, Xiao Lin, rang wo jie shao yi xia zhe wei peng you. Xiao Lin, rang wo jie shao yi xia, bạn Lâm mà cho tôi xin giới thiệu một chút zhe wei peng you, về người bạn này. Câu 608, hao qing ni, vâng xin mời bạn, qing ni. Câu 609, Nín phụ chín, chín nén, tô ta nén chi là. Phụ chín là phụ thân, tức là bố. Như vậy là bố của anh hay là ba của anh. Chín nén, tô ta nén chi là. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nếu chúng ta hỏi những người trẻ hoặc là ngang hàng thì tô ta là bao nhiêu tuổi cũng được rồi. Tô ta ngoài ra còn có cái nghĩa khác là bao lớn. Cái bàn này bao lớn, cái thùng này bao lớn cũng dùng tô ta để hỏi. Riêng đối với hỏi người lớn thì chúng ta phải thêm nén chi là niên kỷ phía đằng sau. Niên tua ta niên chi, bác hay cụ hay ông gì đó, bao nhiêu niên kỷ rồi, tức là bao nhiêu tuổi rồi. Niên phụ chín chi niên tua ta niên chi là. Câu 610, tha yi jing niên qua ba sửa là. Tha yi jing niên qua ba sửa là. Ông ấy đã, yi jing là đã. Niên là niên chi là tuổi tác. Qua là qua, ba sửa là 80. Như vậy ông ấy đã hơn 80 tuổi rồi. Ta có thể nói như vậy, nén qua ba sữa. Câu 611, Quảng Xuyên Sơn zầm mơ bù lại sanh gia nì sân rư hoàn huê na. Quảng Xuyên Sơn là ông vương, zầm mơ bù lại sanh gia có nghĩa là quý sở mơ bù lại sanh gia, tại sao không đến dự nì sân rư hoàn huê, cái tiệc đêm mừng sinh nhật của bạn. Quảng Xuyên Sơn zầm mơ bù lại sanh gia nì sân rư hoàn huê na. Tha zuo tian yi jing qu ri ben chu sai le. Tha zuo tian, hôm qua anh ấy yi jing qu ri ben, đã đi Nhật Bản. Đi làm gì? Chu sai là công tác. Tha zuo tian yi jing qu ri ben chu sai le. Câu 613, khan chi lai tha shen ti bi yi qian hao duo le. Khan chi lai là xem ra, chỉ cái sự phán đoán hoặc là nhận xét của mình.
Tha sân thì bị gì sẽ hào tố là sức khỏe của ông ấy so với trước đây, bị là do bị gì sẽ hào tố là so với trước đây thì tốt hơn nhiều, có nghĩa là tốt hơn trước đây nhiều. Tha sân thì bị gì sẽ hào tố là câu 614. Tuy à, đúng vậy. Chơi chiên, gần đây, mấy thiên chào sang là mỗi buổi sáng, tha tôi chi toàn lên sân thì ông ấy đều đi rèn luyện sức khỏe, tức là đi tập thể dục nói chung. Tuy à, chơi chiên, mấy thiên chào sang, tha tôi chi toàn lên sân thì. Câu 615. Nì sắm mơ sử hô, ban tàu trở lì trụ đà. Nì sắm mơ sử hô, ban tàu trở lì trụ đà. Sắm mơ sử hô là khi nào. Câu có từ tơ với đằng sau thì là để hỏi cái mốc thời gian trong quá khứ. Như vậy là bạn đã chuyển đến đây. Ban tàu trở lì là chuyển đến đây, trụ là ở. Bạn đã chuyển đến đây ở từ khi nào vậy, hoặc là từ hồi nào vậy? Nì sắm mơ sử hô ban tàu trở lì trụ đà. Wǒ 2010年 jiù ban tàu trở lì trụ là tôi vào năm 2010, chiêu là thì, ban tao là chuyển đến, ban tao trở lì là chuyển đến đây, trụ là để ở. Wǒ 2010年 jiù ban tao trở lì trụ là. Ở tiếng Việt thì các bạn muốn đưa thời gian lên trước cũng được, các bạn muốn đặt phía đằng sau cũng được. Câu 617. Nì sắm mơ sử hô, chiêu khai sử sẽ trung quẩn tờ. Nì sắm mơ sử hô, chiêu khai sử sẽ trung quẩn tờ. Khai sử sẽ Trung Quẩn là bắt đầu học tiếng Hoa. Như vậy là bạn đã bắt đầu học tiếng Hoa từ khi nào vậy? Hoặc là từ khi nào bạn đã bắt đầu học tiếng Hoa vậy? Tiếng Trung gì đó cũng được. Nhớ cái câu mà sấm mơ sử hô có tơ đằng sau, tức là chỉ cái sự việc đã xảy ra trong quá khứ rồi. Nì sấm mơ sử hô chưa khai sử sẽ Trung Quẩn đã. Câu 618. Wǒ 8岁的时候 就开始学中文了. Wǒ 8岁的时候 就开始学中文了. 8岁的时候 tức là lúc 8 tuổi. Lúc tôi 8 tuổi thì bắt đầu học tiếng Trung rồi. 就开始学中文了. Câu 619. 没想到昨天小高的孩子那样说. 没想到昨天小高的孩子那样说. 没想到là không nghĩ đến, tức là không ngờ rằng. Không ngờ rằng. 昨天小高的孩子, hôm qua con của bạn Cao, 那样说, lại nói như vậy. Không ngờ rằng hôm qua con của bạn Cao lại nói như vậy. Câu 620. 他毕竟还是个孩子, 你不要放在心上啊. 他毕竟还是个孩子. 毕竟 là rốt cuộc, nó rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ thôi. Nì bố giao phăng chai xuyên sang, bạn đừng có để trong lòng. Thì mình dịch là dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ, anh đừng để bụng nhé. Dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ, như cái gốc và từ tiếng Hoa trên kia thì nó rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ thôi. Tha bi chiên, bi chiên là rốt cuộc, bi chiên hãy sư cơ hải chờ. Nì bố giao phăng chai xuyên sang à. Câu 621. Tha mình sư nà của rịnh, tha mình sư nà của rịnh, họ là người nước nào. Câu 622. Tha mên ta bu phân tô sư thải quan rện. Tha mên ta bu phân là phần lớn. Ở bán việc là đại bộ phận, có nghĩa là phần lớn. Họ phần lớn, tô sư thải quan rện đều là người Đài Loan. Tha mên ta bu phân tô sư thải quan rện. Câu 623. Xiao quảng trai cha trung sư ta cứa ma. Xiao quảng trai cha trung sư ta cứa ma. Rồi bạn Vương ở trong gia đình là anh cả phải không? Ta cưa, cưa cưa là anh, nói chung ta cưa là anh cả. Thì dịch tiếng Việt là bạn Vương là anh cả trong gia đình phải không? Xào quảng cha gia trung sư ta cưa, mà cha trung cũng như cha lì thôi. Câu 624. Bù tha sư cha trung chơi xào đà. Bù là không, tha sư cha trung chơi xào, chơi xào là nhỏ nhất. Như vậy anh ấy là nhỏ nhất trong nhà, thì có nghĩa là bạn ấy, anh ấy cũng được, là con út trong gia đình. Sư cha trung chơi xào ta. Câu 625. Nì phẫn dồ súng nã lì lại nó. Nì phẫn dồ súng nã lì lại nó. Bạn của anh từ đâu đến vậy?
sủng nã lì lãi, tức là sủng nở lãi từ đâu đến. Câu 626, tha sủng thải bày lãi ta, tha sủng thải bày lãi ta, anh ấy từ Đài Bắc đến thải bề Đài Bắc. Câu 627, xin quên Trung Quốc vô tố sao rỉnh khổ, xin quên là xin hỏi, Trung Quốc vô tố sao rỉnh khổ, Trung Quốc có bao nhiêu dân số, hoặc là dân số Trung Quốc là bao nhiêu cũng được. Trung Quốc ta cai vô sử sư di rỉnh khổ, Trung Quốc có khoảng, Trung Quốc ta cai vô có khoảng sử sư di rỉnh khổ, một di là trăm triệu, là 100 triệu, sử sư di là 14 lần cái 100 triệu, tức là 1 tỷ tư, 1 tỷ tư dân số, dân số Trung Quốc có khoảng 1 tỷ tư. Trung Quốc ta cai vô sử sư di rỉnh khổ. Câu 629, xin quên nì zài nà lì chú sân đà, chú sân là sinh ra, nì zài nà lì chú sân đà, xin hỏi bạn sinh ra ở đâu vậy. Câu 630, wǒ zài hè nèi chú sân đà, wǒ zài hè nèi chú sân đà, tôi sinh ra ở Hà Nội. Tàn zài hú zhí míng shì tràng tà, tàn ở đây là tàn shì là nhân, zài hú zhí míng shì tràng tà, tràng tà là lớn lên, nhưng mà lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi sinh ra ở Hà Nội nhưng lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Wǒ zài hè nèi chú sân đà, tàn shì zài hú zhí míng shì tràng tà. Câu 631, xin quên quê của tờ sầu tú sư nã lì ta, xin quên là xin hỏi, quê của tờ sầu tú, thủ đô của quý quốc, tức là thủ đô của đất nước anh á, sư nã lì ta là ở đâu vậy. Câu 632, quê của tờ sầu tú zài hè nèi, quê của tờ sầu tú zài hè nèi, thủ đô của đất nước chúng tôi là Hà Nội, hoặc là ở Hà Nội. Câu 633, xin quên Việt Nam tờ tự nhiên tư nguyên phong phú ma, tự nhiên tư nguyên tức là tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên thiên nhiên, phong phú là phong phú, xin hỏi tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam có phong phú không, tức là có nhiều không. Xin quên Việt Nam tờ tự nhiên tư nguyên phong phú ma. Câu 634, Việt Nam tờ tự nhiên tư nguyên hẳn phong phú, Việt Nam tờ tự nhiên tư nguyên hẳn phong phú, tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam rất phong phú. Câu 637, Tha sư gán sơ mơ đà, Tha sư gán sơ mơ đà, dịch là anh ấy làm nghề gì thế. Trước đây lẽ ra mình phải hỏi là tha cho sầm mơ cung cho, đây là một cách nói mang tính khẩu ngữ cao đấy. Tha sư can sầm mơ, nó làm nghề gì thế, dịch vậy. Câu 638, tha sư cơ sơ diện sư, sơ diện là động từ nhiếp ảnh, sơ diện sư nhà nhiếp ảnh, anh ấy là một nhà nhiếp ảnh hay là một chuyên gia nhiếp ảnh cũng được. Tha sư cơ sơ diện sư. Câu 635, xin quên nì sư cho sầm mơ đà, xin quên nì sư cho sầm mơ đà, xin hỏi bạn làm nghề gì vậy. Như vậy đây chữ can bây giờ đổi thành bằng cái từ cho này cũng được, nì sư cho sầm mơ đà, tức là nì sư cho sầm mơ cũng cho đà, bạn làm nghề gì vậy. Câu 636, wǒ shì lù shì, wǒ shì lù shì, tôi là luật sư, tôi là luật sư. Câu 639, xin quên chuan zhe bái chân sán de na ge ren shì shuǐ à, xin quên là xin hỏi, chuan zhe bái chân sán, mặc áo sơ mi trắng, đang mặc chiếc áo sơ mi trắng, chuan zhe bái chân sán de na ge ren, như vậy là câu chữ tơ dịch đằng sau dịch lại là cái người mặc áo sơ mi trắng đó, shì shuǐ à, là ai thế. Đọc lại, xin quên chuan zhe bái chân sán tờ na cơ rỉnh sư sĩ à. Câu 640, tha sư của ta sẽ thủng sẽ Quảng Hải Phiến, anh ấy là bạn học thời đại học của tôi, tên là Vương Hải Bình, thì mình có thể dịch là anh ấy tên Vương Hải Bình là bạn học thời đại học của tôi cũng được. Nhưng trong tiếng Hoa mình giới thiệu những cái mối liên quan gì đó trước hết, mối quan hệ gì đó, rồi xong cái tên mới là sau cùng, chúng ta lưu ý như vậy. 他是我大学同学,
rồi mới quản hài phiển phía đằng sau. Câu 641. Na cơ nạn hải sư ta xuế sân ma? Na cơ nạn hải sư ta xuế sân ma? Na cơ nạn hải sư sư ta xuế sân ma? Rồi, cậu ấy là sinh viên phải không? Hoặc là cái người đàn ông kia, bạn nam kia là sinh viên phải không? Câu 642. Sư, ta sư của ta xuế sân. Sư, ta sư của ta xuế sân. Vâng, anh ấy là sinh viên của tôi. Câu 643. Na wei xiao jie shi wu dao yan yuan ma? Na wei xiao jie shi wu dao yan yuan ma? Cô ấy, na wei xiao jie là cái cô gái đó. Shi wu dao yan yuan ma? Yan yuan là diễn viên, wu dao là vũ đạo, tức là múa. Như vậy là wu dao yan yuan là diễn viên múa. Cái cô gái đó là diễn viên múa phải không? Shi, ni sai dui là vâng, bạn đoán đúng rồi. Sư, nì sai tuê là sai là đoán. Câu 645. Wǒ zhěn bù zhì dào wěi shě me nǐ zhě yàng zuò. Wǒ zhěn bù zhì dào, tôi thực sự là không biết. Wěi shě me nǐ zhě yàng zuò, tại sao bạn lại làm như vậy? Zhě yàng zuò là làm như vậy. Câu 646. Wǒ xīn lǐ yǒu shù, nǐ fàng xīn bà. Wǒ xīn lǐ yǒu shù, trong lòng tôi, wǒ xīn lǐ là trong lòng tôi, dǒu shù là có những con số, tức là tôi đã có cái sự tính toán rồi, tôi đã có sự tính toán, tôi có bài toán, tôi có sự sắp xếp rồi. Nǐ fàng xīn bà, bạn yên tâm nhé. Wǒ xīn lǐ dǒu shù, nǐ fàng xīn bà. Câu 647. Zhè shì nǐ de shǒu tǐ bào ma? Shǒu tǐ là sách tay, shǒu tǐ bào là túi sách tay. Như vậy dịch là đây là túi xách tay của bạn phải không? Sầu thí tiên hoa là điện thoại cầm tay, sau này mình gọi là sầu chí đó. Câu 648. Bú sư sư xèo hủng ta? Bú sư sư xèo hủng ta? Không phải, là của Tiểu Hồng đấy, hay là của bạn Hồng cũng được. Câu 649. Trơ sư sĩ tờ bê bao nè? Bê là cái lưng, bê là nếu đọc ngang thì cũng là cổng, nhưng bay là cái lưng. Như vậy bay bao là cái túi mà nằm sau lưng mình, thì là cái ba lô thôi. Trời sư sĩ tờ bay bao nè, đây là ba lô của ai vậy? Sư của bạn yêu ta, sư của bạn yêu ta là của bạn tôi đấy. Và đến đây mình xin kết thúc phần 7/20 của chương trình 2000 câu khẩu ngữ Hoa Việt thông dụng. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Các bạn nghe thật nhiều lần để cho quen trước khi qua phần mới nhé. Chúc các bạn học thật vui.